Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có 3 mẫu xe đạp địa hình XDS Hacker 600, một dòng xe đạp với phân khúc giá khoảng 5 triệu đồng. Thì các bác đã được một chiếc xe đạp khung nhôm này, vành bánh 27,5 inch và bộ chuyển động rất là tốt của dòng Shimano, đó là bộ Shimano Atus 9 tầng lip 3 đĩa 27 tốc độ. Đây. Thương hiệu XDS, một cái thương hiệu đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Thương hiệu rất là tốt, chuyên cho ra đời những chiếc xe mà cấu hình cao này, cấu hình rất là tốt và tầm giá thì cực kỳ là rẻ. Đây cũng là một cái thương hiệu mà nó cũng có cái chỗ đứng rất là tốt ở trên thị trường xe đạp rồi. Tông màu xanh, màu xanh phối với logo xanh lá cây, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là thể thao các bác nhé, rất là đẹp. Nước sơn nguyên bản và sơn xi các thứ là còn rất là bóng, chỉ có những cái vết xước nhỏ và đã qua quá trình sử dụng và là sẽ bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước dăm thôi, không thể tránh khỏi. Còn từ chất lượng khung hay đến bộ chuyển động rồi ổ bi ổ trục còn cực kỳ là tốt các bác nhé. Vành là 27,5 inch, vành này là zin luôn trong xe rồi, toàn bộ xe là em nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin 100%. Vành bánh 27,5 các bác nhé, dùng quả lốp 1.95. Đây. Máy sử dụng là máy bi vòng các bác nhé. Đây. Đã được sử dụng là bi vòng rồi, và nó cũng là zin theo xe luôn. Lip thì được sử dụng là dạng lip vặn. Lip vặn bi vòng. 9 tầng lip và 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, bộ chuyển động Atus. Bộ này Atus. Bên phần ghi đông của xe thì cũng được trang bị tay bấm xả Shimano Atus này. Và phanh của xe là được sử dụng là tay phanh đĩa cơ. Đấy, cấu hình nó cao như này rồi, cực kỳ là tốt như này rồi thì đương nhiên là các bạn phải đánh đổi cái phần phanh đi. Đấy, thì chỉ được sử dụng phanh đĩa cơ thôi, nhưng mà cái mức giá nó chỉ có là 5.8 triệu thôi nhé, em đang bán tại cửa hàng là 5.800.000. Rất là tốt. Trên cũng được sử dụng hết là toàn bộ là bi vòng bạc đạn luôn rồi các bác nhé. Rồi sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn, các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp bác đi từ khoảng 1m62 đến khoảng 1m72 thì phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Atus 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau.
Vừa em giới thiệu nhanh đến các bác mẫu xe đạp địa hình XDF Hacker 600 và dòng xe đạp bánh 700C và sử dụng bộ chuyển động Shimano bánh 27.5 và sử dụng bộ chuyển động Shimano Atus đang có giá bán tại cửa hàng em là 5.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác vẫn đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.